Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Sôi động thị trường bánh trung thu. Đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 08 ngày 26 tháng 12 năm 2016 về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh về vị trí cũng như tầm quan trọng của việc đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc ban hành chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2015-2020 là hết sức quan trọng và cần thiết, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Qua tổ chức thực hiện chương trình, nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp các ngành đối với công tác cán bộ được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ. Nhiều khâu trong công tác cán bộ ngày càng được đổi mới, có nhiều chuyển biến tích cực và chất lượng nâng cao. Tuy nhiên, so với chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tập trung thảo luận đánh giá một cách khách quan, toàn diện và nghiêm túc những việc đã làm được, chưa làm được, những khuyết điểm hạn chế. Trên cơ sở đó, rút ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới công tác cán bộ trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong ba chương trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua hơn 2 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng các cấp, việc thực hiện chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ đã từng bước đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là nhận thức về tầm quan trọng của công tác cán bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và trách nhiệm của cấp ủy các cấp được nâng lên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nhiệm vụ chủ yếu trong công tác cán bộ là tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương và tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ. Đồng thời, đã ban hành quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức học tập quán triệt, ký cam kết thực hiện quy định. Qua thực hiện quy định, đã khắc phục được những khuyết điểm hạn chế, nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu. Công tác kiểm tra giám sát, công tác đánh giá nhận xét về trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, nhận xét đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện dân chủ công khai theo cách làm mới. Số lượng cán bộ quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy tỉnh và huyện đạt hệ số từ 1,5 đến 2 lần theo quy định. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo dân chủ khách quan, đúng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong hơn 2 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý và hiệp y ý kiến để các ngành dọc trung ương bổ nhiệm đối với 132 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác luân chuyển cán bộ đã được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã luân chuyển điều động tăng cường 11 đồng chí từ tỉnh về huyện, thị xã, thành phố, giữ các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Công tác quản lý cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện ngày càng đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ có nhiều đổi mới.
Những kết quả đạt được đã khẳng định việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là rất đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Đây cũng là tiền đề cơ bản và động lực mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đối với Tỉnh ủy Quảng Bình thì cái chương trình 08 và cái quy định 01 là những một trong những cái địa phương đi đầu về đổi mới công tác cán bộ ở chỗ này. Và thực sự trong cái nửa nhiệm kỳ vừa qua thì công tác cán bộ đã có nhiều cái chuyển biến tích cực như cái chương trình hành động số 08 và đặc biệt là quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo tôi thì để thực hiện có hiệu quả cái chương trình 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp tới, một trong những khâu then chốt nhất đó là cái vấn đề nhận xét đánh giá cán bộ. Đây là khâu rất là quan trọng, là cái khởi đầu cho việc là để bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Nếu làm tốt cái công tác mà đánh giá nhận xét cán bộ sẽ tạo một cái bước đột phá rất là lớn. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là tổ chức thực hiện nghiêm túc cái quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và sự trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sau cái đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 mà lựa chọn một trong ba cái chương trình trọng tâm đó là về đổi mới công tác cán bộ thì cá nhân tôi thấy đây là một cái lựa chọn đúng và rất là đúng và phù hợp với cái yêu cầu của cái nhiệm vụ xây dựng đảng cũng như là phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian này. Cái việc triển khai thực hiện chương trình này thì quan điểm của tôi là phải triển khai đồng bộ tất cả các mặt của công tác cán bộ, mà báo cáo đã xác định có 8 cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong việc thực hiện từ nay cho đến năm 2020. Riêng quan điểm cá nhân tôi thì tôi vẫn nhận thấy là thứ nhất là cần phải làm tốt cái công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, bởi vì mình đánh giá đúng, đánh giá chính xác và nó đảm bảo cái công tâm khách quan thì mình đào tạo, mình bồi dưỡng, mình bố trí, mình sử dụng nó mới đúng. Bên cạnh đó thì cần phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ trong đó có cả cán bộ nữ. Việc thứ ba mà tôi quan tâm đó nữa là cái công tác kiểm tra cán bộ vi phạm để mà có cái phát hiện và mình uốn nắn sửa chữa, chứ không phải kiểm tra để mà kỷ luật. Nhưng mà nếu anh vi phạm thì phải kỷ luật. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những khuyết điểm hạn chế mà theo Bí thư Tỉnh ủy, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ là yếu tố kìm hãm sự phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh. Công tác đánh giá cán bộ ở một số cấp ủy, cơ quan địa phương có mặt còn chủ quan, đơn giản, có cán bộ vi phạm khuyết điểm cần phải xem xét, nhưng khi đánh giá vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu chuẩn rồi tiêu chí đánh giá một số chức danh còn chưa cụ thể, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở, có nơi thì chưa thực hiện đầy đủ các bước quy trình bổ nhiệm cán bộ, thực hiện các bước xây dựng quy hoạch cán bộ có đơn vị làm chưa tốt, nhất là khâu đánh giá nhận xét cán bộ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ quy hoạch ban thường vụ và các chức danh chủ chốt còn thấp. Ở cấp xã có nơi chưa đảm bảo hệ số vì thiếu nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch. Một số địa phương, cơ quan đơn vị còn thiếu quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận nên hận hụt về cán bộ. Việc thực hiện chính sách thu hút đào tạo nhân tài và con em trong tỉnh là học sinh sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020 còn lúng túng bất cập. Thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo quản lý ở một số ngành địa phương cơ sở còn hạn chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở ở nhiều nơi còn yếu về năng lực và trách nhiệm. Việc triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ còn chậm, thời điểm luân chuyển chưa hợp lý, đối tượng luân chuyển chủ yếu thực hiện từ cấp trên xuống cấp dưới, nhưng vẫn chưa đạt số lượng theo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý cán bộ có lúc còn thiếu chặt chẽ, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, nhất là chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, chính sách đối với cán bộ luân chuyển còn bất cập, chậm sửa đổi thay thế. Việc cụ thể hóa một số quy định của Trung ương về công tác cán bộ có lúc còn chậm, công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ chưa thường xuyên, nhận xét đánh giá cán bộ có trường hợp còn cảm tính, chưa căn cứ vào tiêu chí cụ thể. Trích dẫn ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
nếu xây dựng đảng là công tác then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài trong chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cán bộ, phải thường xuyên học tập, quán triệt các chủ trương quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, các nghị quyết chương trình, kế hoạch về đổi mới công tác cán bộ. Xem đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, ở các cơ quan đơn vị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức. Thông qua hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tín nhiệm của đảng viên làm thước đo chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời cần phải tiếp tục cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu để sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về nhận xét đánh giá cán bộ. Việc nhận xét đánh giá cán bộ cần gắn với việc thực hiện quy định số 01 ngày 3 tháng 3 năm 2016 và quy định số 19 ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Cấp ủy chính quyền các cấp phải thực sự chú trọng công tác cán bộ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quy chế, quy trình, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ trong công tác tổ chức cán bộ và tập trung khắc phục ngay những hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công tâm, dân chủ. Cấp ủy, lãnh đạo các địa phương đơn vị, ban tổ chức cấp ủy các cấp phải tiếp tục rà soát những nội dung chương trình hành động đề ra nhưng chưa triển khai thực hiện được, rồi là những khâu còn yếu, những mặt chuyển biến chậm, những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung chỉ đạo các mặt của công tác cán bộ theo tinh thần đổi mới công tác cán bộ mà chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Ban tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị một bước về nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới, bảo đảm theo các quy định của Trung ương, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, số lượng cán bộ quy hoạch ban chấp hành Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh và huyện luôn đảm bảo hệ số từ 1,5 đến 2 lần theo quy định và tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15%, tỷ lệ trẻ không dưới 10% và phấn đấu nâng cao tỷ lệ cấp ủy viên nữ và trẻ theo tinh thần nghị quyết Trung 7/32 vừa rồi. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phân cấp quản lý. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Và quan tâm đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ dự nguồn cấp huyện. Ban tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu để tham mưu mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Đây là vấn đề cần thiết. Đồng thời phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách phát triển thu hút và đào tạo nhân tài và con em trong tỉnh là học sinh sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc theo hướng tăng cường cho các cơ sở xã phường thị trấn, tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình thủ tục và hồ sơ nhân sự, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp. Chúng ta phải càng phải quán triệt sâu sắc cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng cán bộ: dùng người như dùng gỗ, người thợ khéo thì gỗ nhỏ thẳng cong đều tùy chỗ mà dùng được. Vì vậy trong công tác cán bộ phải sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường, làm cho cán bộ yên tâm công tác, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, nhất là tình trạng bè phái, cục bộ địa phương, hẹp hòi kèn cửa, mất đoàn kết, vân vân. Công tác cán bộ phải hướng tới mục đích chung là hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, tạo nguồn cán bộ kế cận để đảm bảo chuyển giao công việc giữa các thế hệ cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ để hoàn thành chỉ tiêu trong nhiệm kỳ này.
thực hiện đúng nguyên tắc không điều động về tỉnh hoặc từ địa phương đơn vị này sang địa phương đơn vị khác những cán bộ kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Đồng thời, phải tiếp tục phân cấp quản lý cán bộ theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp dưới và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với cán bộ. Cấp ủy các cấp phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về công tác cán bộ, đảm bảo phù hợp. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định các khâu, quy trình của công tác cán bộ. Coi trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương quy định về công tác cán bộ ở cấp ủy và các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ ở các cấp các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa văn bản pháp quy, tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và điều hành, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện đại hóa cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp để góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tập trung tham mưu xây dựng các đề án sắp xếp cơ cấu bên trong của các đơn vị trong toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện những việc cần làm ngay trong năm 2018 theo tinh thần nghị quyết Trung ương khóa 12, thực hiện nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân ở một đơn vị cấp huyện, sát nhập một số cơ quan tham mưu của cấp ủy và chính quyền, rà soát lại những chức danh có thể nhất thể hóa ở cấp huyện. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 39 và kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức khối đảng đoàn thể và thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó sở ngành phòng ban của cấp tỉnh và cấp huyện, triển khai thí điểm việc bố trí tuyển dụng và quản lý công chức theo đề án vị trí việc làm trong ngành tổ chức xây dựng đảng để nhân rộng, tiếp tục thực hiện nghị định của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đổi mới công tác cán bộ là một trong ba chương trình trọng tâm trọng điểm của tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành, đơn vị địa phương cùng chung sức, đồng lòng thực hiện đột phá các mục tiêu đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung nguồn lực để tăng số tiền thu sử dụng đất, phấn đấu với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2018 là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan về công tác phát triển quỹ đất diễn ra vào chiều nay ngày 19 tháng 9. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo từ các đơn vị địa phương, dự ước thu tiền sử dụng đất trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 100,5% so với kế hoạch theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và bằng 70,2% chỉ tiêu phấn đấu Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thành phố Đồng Hới là địa phương có số thu tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm đạt cao nhất với gần 550 tỷ đồng, các huyện thị xã còn lại có số thu đạt gần 450 tỷ đồng. Riêng Sở Xây dựng là đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thu tiền sử dụng đất từ các dự án xã hội hóa. Trong 9 tháng đầu năm thu được 107,6 tỷ đồng, bằng 38,4% so với chỉ tiêu cam kết là 280 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, toàn tỉnh phải phấn đấu thu thêm 460 tỷ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 1.575 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành địa phương đã có nhiều ý kiến phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, tiến độ cũng như việc phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân lô, định giá đất, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, điều phối tổ tiến độ các dự án và tích cực triển khai đầu tư các dự án mới. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thu tiền sử dụng đất của các đơn vị địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị địa phương cần triển khai ngay các giải pháp để tăng số thu tiền sử dụng đất. Các chủ đầu tư xác định giá đất để sớm đưa ra đấu giá trong tháng 10 năm 2018. Nắm thông tin thị trường bất động sản để định giá bán đất hợp lý. Tiếp tục nghiên cứu để phát triển quỹ đất gối đầu cho năm 2019 và 2020 tại các địa phương. Rà soát lại các lô đất, đầu tư xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở để tiếp tục tăng số tiền thu sử dụng đất trên địa bàn. Chuẩn bị chu đáo về tổ chức biên chế,
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đợt quy tập hai cột liệt sĩ mùa khô 2018-2019. Đó là chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 tại buổi làm việc với đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình. Ngay sau khi kế hoạch quy tập hai cột liệt sĩ mùa khô năm 2018-2019 được phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo đội 589 làm tổ công tác chuẩn bị từ kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, phương tiện để nhanh tiến độ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, rà soát, kiểm tra xác định và nắm chắc các thông tin về mộ liệt sĩ được các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước cung cấp. Nhờ vậy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị quy tập mùa khô 2018-2019 của đội 589 đã hoàn tất. Qua kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình, Phòng Chính trị mà trực tiếp là đội 589, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt tốt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ. Đồng viên tập thể đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người, vũ khí, trang bị trong quá trình quy tập hai cột liệt sĩ. Những ngày này, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã tăng cường thanh tra kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu 2018. Đoàn thanh tra thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã thực hiện công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, trong đó tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có lượng hàng hóa lớn tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu và có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung kiểm tra trọng tâm về việc đảm bảo hồ sơ sản phẩm, điều kiện cơ sở vật chất sản xuất kinh doanh, kiểm tra các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng sản phẩm như các loại phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, thuốc an thần, kháng sinh, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng, các loại chế phẩm và thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn thanh tra thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra nhanh hoặc gửi đi kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Bình kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn quy định của nhà nước về công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, càng gần Tết Trung thu, thị trường bánh kẹo càng trở nên sôi động. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, năm nay xuất hiện nhiều loại bánh trung thu với đa dạng mẫu mã, nhãn hiệu. Dọc các tuyến đường Hùng Vương, Mẹ Suốt, Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, hoặc trong các chợ, cửa hàng bách hóa, siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh, bánh trung thu đã được bày bán khá nhộn nhịp. Năm nay, giá bánh trung thu truyền thống của cả công ty bánh kẹo dao động từ 45.000 đồng đến 90.000 đồng một chiếc. Mỗi hộp bánh thường có giá từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng. Đối với những hộp bánh làm quà tặng sang trọng thì giá thành cao gấp nhiều lần. Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK, Hải Hà là những thương hiệu bánh trung thu quen thuộc mà người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Để chuẩn bị cho cái dịp phục vụ trung thu cho các cháu, thì cửa hàng chúng tôi là đã chuẩn bị hàng phải từ một tháng trước. Ở đây thì cửa hàng chúng tôi có bánh Kinh Đô là chủ lực và bánh BBK, bánh của Nhật Yến Sao, Khánh Hoa. Dịp trung thu thì em cũng có hay mua vì là dịp Tết của tinh thần gia đình đó. Thì mua về cho ông bà trong nhà với các con, nhưng mà thì mua thì thấy các cái nhà nhiều giống Kinh Đô với BBK thì mua phải hay để ý đến cái ngày sản xuất hạn sử dụng. Bên cạnh đó, bánh trung thu handmade là loại bánh được gia công tại nhà, cũng được nhiều bạn trẻ quảng cáo và rao bán trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Trong 2 năm trở lại đây, loại bánh trung thu này cũng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều bởi màu mã lạ mắt, độc đáo. Ngoài các loại bánh trung thu quen thuộc của các công ty bánh kẹo lớn, nhiều cơ sở sản xuất chế biến bánh ngọt cũng tập trung sản xuất bánh trung thu, kịp thời cung ứng ra thị trường theo nhu cầu của người tiêu dùng. Mỗi một đợt trung thu về thì cũng có làm được khoảng 5 tạ bánh, tăng cường để phục vụ tất cả nhu cầu của trên thị trường. Tất cả các khâu đầu vào quản lý rất là chặt chẽ, nhập nguyên liệu đầu vào cho đến khi quản lý đầu ra. Mọi công đoạn là chúng tôi cố gắng để đảm bảo phục vụ mọi người cho được tốt. Tết trung thu là dịp mà nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm
mà nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh lợi dụng đưa ra thị trường một số thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Do vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm là việc làm hết sức cần thiết và đang được các cơ quan chức năng triển khai tích cực nhằm đảm bảo mùa trung thu an toàn. Sáng nay ngày 19 tháng 9, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Công an xã Mỹ Thủy giải cứu thành công ba cháu nhỏ bị bố đẻ nhốt trong nhà để tự thiêu. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà ông Nguyễn Văn Quân ở thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, có ba đứa trẻ từ 2 đến 6 tuổi là con đẻ của ông Quân đang bị nhốt cung phong để ông Quân đốt nhà tự thiêu. Lực lượng công an xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi thấy có lực lượng công an đến nhà, đối tượng Quân đã cầm dao đe dọa lực lượng công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Lệ Thủy đã giải cứu các cháu nhỏ ra ngoài an toàn. Qua điều tra được biết, trước đó do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Quân đã đánh đập vợ là Nguyễn Thị Cẩm Vân phải nhập viện điều trị. Sau đó, ông Quân đã đập phá nhiều tài sản trong nhà, đưa ba đứa con lên tầng hai khóa trái cửa và châm lửa đốt nhà để tự thiêu. Hiện công an huyện Lệ Thủy đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Qua, các cấp hội và hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra. Hội đã phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Vì thế, uy tín của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Với mục tiêu xây dựng hội nông dân Quảng Bình vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 9 năm 2018. Đại hội thể hiện quyết tâm đưa phong trào nông dân và hoạt động hội tiếp tục phát triển vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, khuyến khích tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa. Đó là mục tiêu mà cả cấp hội nông dân huyện Quảng Trạch đã và đang hướng tới. Theo đó, cả cấp hội nông dân huyện Quảng Trạch đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ban hành các chủ trương chính sách hỗ trợ cây con giống, nguồn vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, triển khai các dự án hỗ trợ hội viên nông dân, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, mở rộng phát triển sản xuất. Nhờ đó đến nay, các địa phương trên địa bàn toàn huyện đã thành lập được 14 hợp tác xã, 87 tổ hợp tác, xây dựng được 28 trang trại và hàng trăm gia trại tổng hợp chăn nuôi trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Các hợp tác xã, chủ trang trại đã chủ trọng đưa các loài cây con giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, nên hiệu quả kinh tế đem lại rất cao. Bình quân hàng năm, mỗi mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Việc khuyến khích tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể, gia trại, trang trại đã góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo của huyện, tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, kế hoạch để bảo đảm các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, trong đó tập trung vào hoạt động phòng chống các loại dịch bệnh thường phát sinh sau các đợt bão lũ. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa đã bố trí cán bộ phụ trách địa bàn, thành lập các tổ cơ động trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm để kịp thời xử lý. Đơn vị cũng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để triển khai tốt các hoạt động chuyên môn, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về phòng ngừa dịch bệnh, hướng dẫn người dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng ngập lụt kéo dài, chủ động phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh chuồng trại, khơi thông cống rãnh và xử lý nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn bằng cloramin B, phèn chua theo phương châm 4 tại chỗ. Qua đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của các loại dịch bệnh thường phát sinh trước, trong và sau những đợt mưa lũ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình là địa phương có nhiều công trình hồ đập lớn nhỏ, nên trong những năm qua, cùng với việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ.
hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 150 công trình hồ đập và một hồ thủy điện với tổng dung tích khoảng 560 triệu mét khối đang được quản lý, khai thác và vận hành để phục vụ tưới tiêu cho trên 55.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho phần lớn người dân sống tại địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong những năm qua, cùng với việc ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa các công trình, tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên chủ trọng đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Trong thời gian qua, là hệ thống hồ đập của Quảng Bình là đóng góp rất tích cực cho việc sản xuất và phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, trong thực trạng là đối với tỉnh ta thì có rất là nhiều hồ đập đã được xây dựng từ lâu, cho nên đến nay là đã xuống cấp rất là trầm trọng và có nhiều cái nguy cơ là mất an toàn hồ đập. Trước cái tình hình đó thì tháng 4 năm 2018, Ủy ban tỉnh đã ban hành cái chỉ thị về các cái giải pháp tăng cường an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban tỉnh đã yêu cầu các cái đơn vị chức năng, các sở ban ngành, các chủ hồ đập là tiến hành đánh giá lại thì thực trạng hồ đập trên địa bàn tỉnh. Từ đó có các cái giải pháp cấp kinh phí cho các cái địa phương, các cái chủ hồ đập để sửa chữa kịp thời những cái hồ đập mà có nguy cơ là mất an toàn trong mùa mưa bão. Một mặt nữa thì Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương là xây dựng để phê duyệt các cái quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo đúng cái quy trình có khoa học và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chủ trương nhất quán được tỉnh Quảng Bình đặt ra trong công tác quản lý, khai thác và vận hành các công trình hồ đập là vừa phải đảm bảo tính an toàn công trình, vừa tránh ngập lụt vùng hạ du trong mùa mưa bão, nhưng đồng thời phải đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là trong giai đoạn nắng nóng khô hanh. Để đảm bảo thực hiện được cả ba yêu cầu trên, hàng năm tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu các sở ngành địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng các phương án để chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết, tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của các công trình và việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa. Xác định cái công tác phòng chống lụt bão và đặc biệt là đảm bảo an toàn các cái hồ chứa nước là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong là một trong những nhiệm vụ chính của công ty. Chính vì vậy, ngay từ khi bước vào đầu mùa mưa bão, công ty đã triển khai một số các cái nhiệm vụ chính. Thứ nhất, lập cái phương án phòng chống lụt bão và phương án an toàn đập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cũng làm cái căn cứ để công ty triển khai trong quá trình mưa bão. Thứ hai, cuối mùa kiệt thì chỉ đạo các cái chi nhánh vận hành mực nước trong các cái hồ đến cái mực nước thấp nhất để đảm bảo cái đón lũ. Cái thứ ba là tiến hành rà soát, kiểm tra những cái hạng mục công trình hư hỏng, các công trình mà có nguy cơ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đặc biệt là những cái hạng mục công trình ở gần cùng công trình đầu mối, tiến hành sửa chữa và nhất là những cái hạng mục cơ khí để đảm bảo vận hành trong quá trình mưa bão. Không chỉ đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập lớn trên địa bàn, mà tỉnh Quảng Bình còn tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý các công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Huyện Bố Trạch là địa phương có số lượng hồ đập lớn nhất tỉnh với 43 hồ chứa và 37 đập dâng, có tổng dung tích trên 80,6 triệu mét khối. Việc đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập luôn được địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Tập trung chỉ đạo các cơ sở rà soát lại cái mức độ an toàn của các công trình hồ đập trước mùa mưa bão, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng thi công các công trình và quyết tâm là hoàn thành trước mùa mưa bão. Bên cạnh đó thì trong cái quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi cũng lồng ghép các cái nguồn vốn để thực hiện cái việc mà kiến cố rồi nâng cấp, sửa chữa các cái hồ đập đã xuống cấp trong cái khả năng có thể, trong đó là ưu tiên cho các cái vùng hạ du, các cái vùng mà có cái nguy cơ có thể nguy cơ cao trong cái việc gây ra những cái tình huống xấu khi mà có mưa lũ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2018, tình hình thời tiết sẽ tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Để chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với diễn biến thất thường của thời tiết, tỉnh Quảng Bình đã, đang và sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão nói chung và đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập nói riêng. Mục tiêu mà tỉnh Quảng Bình đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa bão. Vì vậy, việc quản lý khai thác và vận hành hồ đập trong mùa mưa bão cần phải được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng vùng,
từng công trình để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa khai thác và phát huy có hiệu quả các công trình. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao.